Chào mừng đến với kênh Chế phẩm Thông minh, chuyên chia sẻ kiến thức nông nghiệp hữu cơ, cung cấp chế phẩm Enwok, men vi sinh thủy sản. Liên hệ 0987 159 123. Công ty Môi trường Nông nghiệp Hoàng Mai được thành lập năm 2018, là đơn vị chuyên nhập khẩu, gia công sản xuất và phân phối các dòng chế phẩm sinh học, phục vụ nền nông nghiệp hữu cơ. Đặc biệt là các dòng vi sinh ứng dụng các ngành trồng trọt, chăn nuôi và thủy sản. Công ty chúng tôi cam kết mang đến những sản phẩm có chất lượng cao, tiến độ giao hàng nhanh đảm bảo, giá thành hợp lý nhằm đáp ứng nhu cầu của quý khách hàng. Thế mạnh của chúng tôi là tư vấn tận tình cho bà con, giúp bà con có những kiến thức căn bản để sử dụng vi sinh, giúp giảm chi phí và mang lại hiệu quả tối ưu giúp bà con nông dân gia tăng hiệu quả kinh tế. Sự hợp tác của quý khách hàng và đối tác là niềm vinh hạnh của công ty chúng tôi. Kính chúc quý khách hàng, đối tác và bà con nông dân có một sức khỏe dồi dào và một vụ mùa bội thu. Một lần nữa, chế phẩm thông minh xin gửi tới quý khách hàng, đối tác gần xa trên cả nước đã tin yêu sử dụng các sản phẩm chế phẩm sinh học Enwok Men Vi Sinh H&Co và phản hồi rất tích cực về sản phẩm của công ty chúng tôi. Mọi liên hệ để đặt hàng và tư vấn kỹ thuật miễn phí về số tổng đài 0987 159 123. Sau đây công ty chúng tôi xin cảm ơn, tri ân đến các quý khách hàng đã gắn bó đồng hành cùng công ty trong thời gian vừa qua. Xin cảm ơn anh Lê Minh Kiên ở Nam Đàn, thị trấn Nam Đàn, Nghệ An có đuôi số 898. Xin cảm ơn anh Lương Thanh Phong ở Châu Thành, Trà Vinh có đuôi số 948. Xin cảm ơn Nguyễn Đình Thi ở Mỹ Đức, Hà Nội, có đuôi số 012. Cảm ơn anh Lê Minh Trạch ở Duyên Hải, Trà Vinh, có đuôi số 912. Xin cảm ơn anh Hồ Trọng Nghĩa ở Bến Cát, Bình Dương, có đuôi số 667. Xin cảm ơn anh Đinh Văn Ngân ở Thủy Nguyên, Hải Phòng, có đuôi số 663. Xin chân thành cảm ơn Nguyễn Văn Trình ở Chợ Lách, Bến Tre, có đuôi số 628. Xin cảm ơn ông Bảy ở Tân Châu, Tây Ninh có đuôi số 722. Xin cảm ơn anh Nguyễn Mạnh Thuyết ở Thanh Sơn, Phú Thọ có đuôi số 361. Xin cảm ơn chị Lê Thị Ca ở Như Xuân, Thanh Hóa có đuôi số 757. Xin cảm ơn anh Lê Văn Lương, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa có đuôi số 641. Xin cảm ơn anh ở Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang có đuôi số 407. Xin cảm ơn anh Đinh Xuân Nhũ ở Thái Thụy, Thái Bình có đuôi số 956. Xin cảm ơn anh Hồ Văn Oai ở Củ Lao Dung, Sóc Trăng có đuôi số 134. Và rất nhiều quý khách hàng và đối tác, đại lý trên cả nước đã tin yêu sử dụng chế phẩm Enwok và Men Vi Sinh H&Co của công ty chúng tôi. Một lần nữa xin kính chúc quý khách hàng, đối tác và bà con nông dân có một sức khỏe dồi dào và một vụ mùa bội thu. Chế phẩm thông minh đồng hành với bà con cả mùa vụ. Hotline tổng đài 0987 159 123.